có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì dạ, mình anh mở ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ cái thằng ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. Nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm gì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm. Tôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối, em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Thị Huyền, và tính bản lĩnh, vui vẻ giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Em về em coi lại thôi có giống hoa hậu. Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? Dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau nhiều lắm. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Chào. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang, năm nay 53 tuổi, tuổi mèo, mạng kim, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân anh văn và nhạc sĩ sáng tác, làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Rồi, tuổi gì, mạng gì giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn lên đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Nói chung bây giờ đúng số không là... được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò tưởng đâu là chưa chưa. Trời ơi mừng chưa quá. Chưa lập gia đình. Vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao? 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm em ế luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi em sống riêng một mình, rồi tự nhiên em thấy buồn, rồi em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow, dạ. Trải qua hai mối tình 11 năm lên. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài năm không anh? Có một mối tình đậm với một cô Kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại và bên đây lại thích nghe đàn, nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đó anh. Thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Buổi sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, mảnh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vờn trong nắng mai. Tà áo trắng nét thơ ngây, làn môi xinh xinh mỉm cười, đôi chân ngà nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng, ngát hương cuộc đời lòng ơi ta lắng nghe. La 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 la
Nói chung là nhạc sĩ cho nên hát không có hay bằng ca sĩ. Quyền Linh cũng thông và các bạn thông cảm. Dạ. Chủ yếu là cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, chung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không chung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh? À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì giờ mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. À, nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối đi, em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ, giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không? Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau nhiều lắm đâu. À, mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? À, mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh mới cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á thì mình phải nguội đó, mình phải im lặng đợi khi cô ta nguội rồi á thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau. Yeah. Giàn hòa, có thể giàn hòa bằng một nụ hôn. À, dữ nha. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh, hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ Nam Vũ, nhạc sĩ Dũng Phạm á, ở dưới. À rồi, chào hai anh, nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh đưa tính quá, anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy, anh Quan, vì nghệ sĩ mà, do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó, tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn của anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. À, còn bạn thì sao? Bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua em thông báo với anh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? À, em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. À, rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là dễ bây giờ cho quá. Hai người gặp nhau đi. Thôi, anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Xin chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món đây quà của đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến. Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em. Em xinh tươi như anh khẽ mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở. Mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ. Đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ.
em xinh đẹp như thiên nữ trần gian. Hay quá. Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. À, anh ơi cho em hỏi một câu này. Anh ở giờ bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy, anh có về thăm em không? Anh có chủ quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. Dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm, sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? À, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Rồi. 1 2 3. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa đồng ý gì đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Tay gì anh quấy đi. Tôi chưa đếm anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết cái sao. Anh có thể hôn quấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Thấy sao anh? Thấy sao anh? Nụ hôn đó như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Để tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Huyền Linh Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị. À, chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh. 4 tuổi ạ. Mấy? 4 tuổi. 4 tuổi ạ. Mẹ em vừa bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á. Nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn. Hả? Dễ thương quá. Cô gái thấy rất hạnh phúc là quá tuyệt rồi. Hy vọng rằng đây là bến cuối cùng. Hy vọng vậy. Hay. Bây giờ là chúng ta sẽ hoàn thành được một cặp đôi rồi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem có làm cho các tường và Nguyễn Linh hồi hộp như vậy hay không. Hả Mang? Mời bạn nam. Chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Ngồi chào chị Cát Tường. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn ngồi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Cường Linh, chào bạn trai bên kia. Chào bạn. Rồi, em tự giới thiệu tên mình luôn. Dạ, em tên là Liên, hiện tại em đang làm kế toán. Liên bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Em quê ở Lộc Ninh, Bình Phước. Rồi, mời bạn giới thiệu tên mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Đô, quê Thanh Hóa. Đô hả? Dạ, đô ạ. Đô la hả chị? Ồ, có đô la không? Hay là đô con? Đô bao nhiêu tuổi đô? Dạ, em năm nay 28 tuổi chị ạ. 28 luôn. Nghề nghiệp của em là trưởng quầy trong siêu thị Aeon Nhật Bản. Trưởng quầy là sao mà bạn? Là mình phụ trách quản lý nhân viên, quản lý hàng hóa và giải quyết những cái khẩn nguy khi khách hàng nào nó gặp lên vậy. Dạ vâng. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào 8 năm vậy. 8 năm rồi. Dạ, ở đây với ai? Em tự vào đại học mà ở một mình. Ở một mình. Dạ vâng. Ở trọ hả? Ở trọ. Rồi, bạn trải qua mấy mối tình? Dạ, em trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối tình rồi hả? Dạ. Mối tình dài nhất bao nhiêu? Mối tình chính thức và sâu đậm nhất là đó, mối tình đầu của em. Chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh. 4 tuổi ạ. Mấy? 4 tuổi. 4 tuổi ạ. Cái đó cũng tính là mối tình đó hả? 4 tuổi biết yêu. Vì em với cô học cùng mẫu giáo cùng nhau. Em hồi là hồi nhỏ thì em hiền lắm. Đi học có bị bắt nạt thôi. Cô đến già bảo vệ, như thể siêu nhân bảo vệ em. 4 tuổi bảo vệ em luôn. Vâng. Lúc đó em cảm giác làm sao? Em rất ngưỡng mộ. Rồi sao nó lên từ... Sau bắt đầu từ lên cấp 1, em thích. Bắt đầu lên cấp 2, năm lớp 7 bắt đầu em viết thư. Lớp 7 viết thư tình rồi đó. Dạ, hả? Vâng. Dữ dội ta. Sau bắt đầu chính thức yêu nhau là năm lớp 10 anh. Rồi chia tay nhau năm lớp mấy? Chia tay nhau cuối năm đại học. Chà, một mối tình dài quá dài. Dạ, vâng. Nha. Bây giờ còn vương vấn gì không? Dạ bây giờ hết rồi anh. Cái gì đến thì đến, đi thì đi thôi anh. Nè, bạn gái mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì bạn bè hay nhận xét em là người vui vẻ hòa đồng, siêng năng chăm chỉ. Nhược điểm của em thì em hơi thẳng tính chị. Thích hay không thích em hay thể hiện ra bên ngoài của em á. Để cho bụng chi cho nó mệt, nó thẳng cho nó khỏe. Nhiều khi thẳng tính quá người ta hay ghét mình đó chị. Không có đâu. Nhưng mà 28 tuổi được bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Một mối tình là chính thức, một mối tình đơn phương. Vậy thì bao lâu rồi chưa có bạn trai? Lâu lắm rồi chị, chừng 2 năm. Tại sao trong thời gian qua mình cũng không có tìm được người nào?
Dạ tại vì môi trường làm việc của em á thì mấy anh có vợ hết rồi, với lại em thì đi học buổi tối nữa, không có tiếp xúc được với nhiều người á chị. Bạn làm nghề kế toán mình có thấy mình có khô khan quá không? Cũng hơi khô khan xíu. Còn muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á, cao từ 1m67 đến 1m7, biết quan tâm đến gia đình. Bạn trai thấy đáp ứng được nhu cầu của bạn gái bên kia không? Dạ em đáp ứng khoảng 90% đấy anh. 90% luôn hả? Hay, tự tin quá ha. Vì em sống tự lập từ nhỏ rồi, lên những công việc như thế là đi chợ nấu ăn hay là việc nhà thì em làm đều làm sẵn sàng làm hết. Nhưng mà 28 tuổi gia đình có thúc ép gì không? Dạ hối lắm chị. Mẹ em giờ bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á, nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn. Hả? Căng thẳng dữ vậy hả? Dạ. Em bị stress nặng luôn đó chị. Mẹ em bắt em phải lấy chồng trong năm nay. Sao kịp? Anh năm nay cưới được anh. Cuối năm luôn em ơi. Bị stress luôn. Lạ nha. Vì lấy chồng không được mà bị stress nặng. Trời em, lấy ai cũng được hết trơn hả? Dạ. Đó là gia đình muốn thôi. Còn dạ, em mà lấy ai cũng được có được không? Dạ không, em hơi khó, hơi kén chọn xíu. Nhưng mà nếu gia đình ép quá bắt lấy luôn thì sao? Bởi vậy mới cần chương trình này là anh lên gặp để cưới anh. Cưới liền luôn hả? Dạ. Dứt khoát mấy năm nay. Dạ. À, cái dù này hay rồi nha. Coi như tính trước là làm thiệt rồi đó. Dạ. Hả? Nhưng mà rủ mình lấy sớm quá mình về mình không hiểu nhau rồi sao? Nó lòi ra tùm lum thứ. Em nghĩ là tăng tốc thời gian gặp nhau nhiều hơn. Anh sẽ chủ động em tuần gặp nhau một lần hoặc là hai lần. Tuần gặp nhau lần hai lần được ít quá. Ít quá hả? Một cái vấn đề cũng nhạy cảm mình muốn hỏi em nè. Dạ. Bây giờ muốn tăng tốc như vậy, muốn hiểu như vậy, người ta thường chọn một cách nhanh, sống nhanh, tức là sống thử đó, để hiểu nhau nhanh hơn. Thì em nghĩ thế nào? Dạ em không sống thử á. Muốn nhanh mà không chịu sống thử. Dạ. Nhanh tức là mình gặp nhau nhiều quá chị. Lúc đi chơi hoặc đi ăn uống là mình biết được tính cách của người ta liền rồi chị. Em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em là em khóc lớn lắm anh. Khóc thiệt là lớn luôn á. Có lần em khóc người ta tưởng em khùng luôn á. Khóc lớn quá. Chuyện gì mà khóc dữ vậy? Dạ tại chia tay người yêu đầu tiên. Thử cái tiếng lớn là lớn sao? Tại đang vui sao khóc được chị. Trời ơi, dễ thương à. Dạ, bên đây là được lắm, dễ thương nhưng mà muốn lấy vợ liền đó. Em có nôn nóng lấy vợ không? Dạ có, nếu được thì cuối năm nay luôn. Hả? Cuối năm nay luôn. Cuối năm nay luôn á hả? Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt ảnh nè, hỏi cái vụ cưới hỏi nè, rồi điểm nào em không thích ở người bạn trai? Hô với lại con mất lương á. Hô. Mắt lương là sao? Mắt lương là mắt hí á, mắt nhỏ. Quan trọng trái tim thôi, quan trọng gì mắt. Trời ơi, chết rồi. Mắt lương, có mắt lương. Hô, có hô. Ốm, có ốm. Còn gì nữa không, làm luôn coi. Gì nữa? Dạ hết rồi chị. Hết rồi hả? Dạ. Mập được không? Dạ được, mập ôm thích hơn. Dạ hả? Em có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái mình về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn chị, có khuôn mặt phúc hậu, vui vẻ và năng động. Bạn kia vui lắm, nhìn là cười à. Bây giờ bên đây ta có cái áp lực gia đình bị stress luôn, là phải lấy lập gia đình sớm. Thì em cũng có áp lực gia đình nè. Bố mẹ nói là trong vòng một năm nay phải cưới vợ, đem về con dâu ra mắt cho bố mẹ. Thì em cũng nôn lắm rồi. Lấy nhau xong mình ở đâu? Hiện tại nếu lấy nhau xong thì thẻ thuê chung cư ở. Còn ở quê thì đã xây nhà xong hết rồi. Nhưng mà ý bạn là muốn ở trong đây hay là muốn về quê? Em muốn lập nghiệp trong này sau 50 tuổi là về ăn nhàn tuổi già là về quê. 50 tuổi mới về quê, chuyện đó còn dài ha. Trước mắt là ổn định trong này trước. Dạ vâng. Để mình hỏi cái vụ hói hô hô hói như thế nè. Ơi mà nó nghe nè. Mà tại sao mà hô không thích, hói không thích? Dạ em không thích chị. Móm được không? Móm chắc cũng được chị. Nhưng mà đừng có hô chị, không biết con trai hô. Hô hôn nó đụng hả? Vậy cái gì cũng được hết trơn, ảnh được hết hoàn cảnh giờ nè. 6 tháng cưới luôn nè, vừa ý mẹ em nè. Tao có hơi hô chút thôi, làm gì ghê vậy? Để gặp mặt xem sao ấy chị. Phải không? Hôm nay em đi có người thân như theo ủng hộ mình không? Dạ em có em gái với lại đồng nghiệp của em trong công ty đi á chị. Đâu? Dạ em xin chào cô chú và quý vị khán giả. Thì em thấy anh này cũng được anh. Quan trọng là tính cách hợp với nhau hay không chứ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 18 tuổi. Trời ơi tưởng đâu nhỏ hơn, không có được nhận xét gì tình yêu đâu nha. Rồi cho con gặp anh lớn lớn chút đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Anh thấy cái anh bên đó là sao? Theo nhận xét của mình thì từ Dì Liên cũng yêu cầu về chiều cao, là chiều cao là ok đó. Thế này dễ thương không? Dễ thương á, có ý chí tự lập. Rồi cảm ơn bạn. Bạn trai có đi với ai không? Em xin lỗi vì em có một bạn thân nhưng mà bạn có chuyện đột xuất nên không đi. Những khuyết điểm, ưu điểm của bạn thế nào? Khuyết điểm là em hơi nóng tính. Có chuyện gì em hay bộc lộ ra ngoài nói thẳng này. Rồi bắt đầu xong đâu đó thì thôi, chứ không để lập bụng đi lâu. Với em có khuyết điểm là tối về đi làm về nấu cơm ăn thì em vừa ăn cơm vừa xem bộ phim Doraemon. Cái gì? Phải một Doraemon. Dạ đúng, Doraemon. Bởi vì cái nhân vật Nobita là giống ngày em ngày xưa. Còn Kosuka là giống bạn
nữ ngày xưa của em là hai bảo vệ Novita. Nhưng mà sao vậy? Giờ có người yêu mới thì xem phim đó nhớ người yêu cũ sao được? Là không, không em không nhớ thì bạn đấy chỉ là em muốn trở lại tuổi thơ thôi. Chứ không có nhớ gì nhung gì cả. Rồi, về chắc chắn không nhớ ha. Dạ vâng. Rồi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. Chắc chắn nha, chứ bên đây mà nghe nhắc tới bạn cái cũ tao không vui rồi đó. Không có Suka với Novita gì nữa nha. Kéo màn. Mời hai bạn. Chào em. Có quà rồi. Cảm ơn anh. Mình sẽ biết được hỏi trước nhé. Dạ. Sau khi nghe những gì mình chia sẻ và cảm nhận ánh mắt đầu tiên thì bạn nhận cảm nhận như mà về mình. Em thấy anh cũng được. Được bao nhiêu phần trăm ạ? Được 70%. Còn về anh thì trước cái nhìn đầu tiên anh đã có cảm tình với em rồi. Ví dụ mình anh làm việc á, sau này anh muốn làm việc ở Bình Dương hay là sao anh? Anh định làm việc ở Bình Dương nhưng mà hiện tại em công tác ở đâu? Dạ ở thành phố ở Quận Nhất á. Thì nếu em ở trên này thì anh cũng có thể chuyển về lên này làm cùng em luôn còn được. Là chuyển được đúng không anh? Là chuyển được. Anh có hay đi du lịch gì không anh? Anh thích đi dọc bụi đó, đi về những vùng quê dân dã. Có hơi hô thiệt mà. Không hô lắm chị. Mà có hô mà. Không hô. Trời ơi, cô muốn chồng dữ vậy, cô dễ dãi quá vậy. Cho anh phép hỏi em một câu, em quan niệm thế nào về bữa cơm chiều của gia đình? Em thấy bữa cơm chiều hoặc là bữa chiều tối thì bữa cơm rất quan trọng. Ví dụ như là cả ngày mình đi làm về á, gặp nhau thì mình nói chuyện có tình cảm hơn. Em thích là gia đình ăn chung với nhau, ăn cơm với nhau. Đúng rồi, anh thế. Thế anh mới đi làm về thì anh đều đi chợ nấu ăn. Dạ. Cho dù không có ai thì anh cũng đi chợ nấu ăn mình. Việc nhà thì anh làm được hết, giặt đồ nấu ăn, nói chung là lau nhà thì anh là làm. Rồi anh lấy ví dụ cưới nhau về có làm dâu không anh? Tạm thời làm dâu à, dâu chắc cả sau 50 tuổi về làm quê. Thì bây giờ hiện tại mình làm việc trong ngày mà. Còn khi nào về tuổi già nhàn thì về đó. 50 tuổi còn làm dâu ấy nổi. Thấy sao? Chung cũng có cảm tình. Thấy tim mình nó có rộn ràng không? Dạ rộn ràng là chưa có rộn ràng lắm. Tại bây giờ anh làm là... sao cho ta rộn ràng coi. Em muốn đọc tặng bà nữ 4 câu thơ. Rồi. Ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng để xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng dựa chân. Anh hy vọng là chúng mình sẽ cho nhau một cơ hội để có thể nếu có duyên nợ thì chúng mình sẽ đi tới cuối con đường này. Em có đồng ý với anh rửa chân không? Em cũng thấy hơi thích thích. Hơi thích thích rồi. Thôi vậy được rồi. Từ từ nó sẽ là thích thật. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Thì ta 2 rồi mà còn 1 lại nữa. 3. Hết thời gian. Biết bấm chỗ nào. Rồi hãy nắm tay bạn gái đi. Lấy hãy tạo cơ hội đến với nhau. Chửi luôn nha. Nãy ta nói là một tuần lần hai lần hơi ít đó nha. Cố gắng tăng tốc lên nha. Dạ vâng. Em sẽ tại ba mẹ là quyết định là phải từ đây tới cuối năm phải cưới đó. Dạ vâng. Tôi cũng quyết định là cũng dự đám cưới luôn đó. Vậy khi nào mà nó cưới em sẽ mời các anh chị trong ban tổ chức. Nhớ nha. Dạ vâng.